Được chưa? À, vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những vấn đề sau. Cái thứ nhất đó là nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Cái thứ hai đó là cấu tạo của bảng tuần hoàn. Ha. Nội dung thứ ba đó là sự biến đổi về tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Và thứ tư đó là ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ha. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào nội dung đầu tiên. Một là mã nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Một là mã nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Rồi tham khảo sách giáo khoa cho cô nào. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp như thế nào? Được chưa? Hả? Chúng ta ghi bài vào vở cho cô. Được chưa nào? À, vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nó sẽ được sắp xếp theo chiều tăng dần. Được chưa? Hả? Rồi, các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Rồi, nhớ cho cô nha. Hả? Bảng hệ thống tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Nhớ nha. Vậy hệ thống tuần hoàn hả? Vậy bảng hệ thống tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Được chưa nào? Rồi chúng ta đi tìm hiểu cái nội dung thứ hai. Đó là cấu tạo của hai la mã cấu tạo của bảng tuần hoàn. Chúng ta quan sát cho cô. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy đây là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Vậy trong bảng này nó sẽ có các gì? Hàng ngang, đúng không? Và có các cục dọc. Được chưa nào? Vậy ở đây chúng ta thấy mỗi cái hàng ngang này người ta sẽ gọi là chu kỳ. Được chưa? Còn những cái cột dọc này thì người ta sẽ gọi là nhóm. Được chưa nào? Vậy mỗi cái ô này thì người ta sẽ gọi là ô nguyên tố. Được chưa? Hả? Mỗi cái ô này thì người ta gọi là ô nguyên tố. Vậy cấu tạo của bảng tuần hoàn bao gồm mấy phần nhỉ? Bao gồm mấy phần? Trương Bảo, vậy cấu tạo của bảng tuần hoàn bao gồm mấy phần? À đúng rồi, đó là ô nguyên tố, chu kỳ và nhóm. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái đầu tiên, đó là ô nguyên tố. Ô nguyên tố, được chưa? Một nhỏ ô nguyên tố. Một nhỏ ô nguyên tố, được chưa? À, chúng ta quan sát đây là một ô nguyên tố. Vậy khi nhìn vào ô nguyên tố cho chúng ta biết được điều gì? Nhìn vào ô nguyên tố cho chúng ta biết được điều gì? Hoài Nam. À đúng rồi. Vậy ở đây chúng ta thấy cái đầu tiên hả, số 12. Vậy số 12 đây chính là số hiệu nguyên tử. Được chưa? Số hiệu nguyên tử hay còn được gọi là số proton á. Hả, hay là số thứ tự. Được chưa nào? Rồi cái thứ hai đó là ký hiệu hóa học. Cái thứ ba đó là tên nguyên tố. Và cái thứ tư đó là nguyên tử khối. Được chưa? Vẽ ô nguyên tố vào trong vở đi con. Được chưa? Vậy một ô nguyên tố sẽ cho chúng ta biết hả, bốn cái, bốn ý. Được chưa? À, vậy một ô nguyên tố sẽ cho chúng ta biết số hiệu nguyên tử, ký hiệu hóa học, tên nguyên tố và nguyên tử khối. Được chưa? Ghi kết luận vào vở đi con. Kết luận ô nguyên tố cho biết. Kết luận ô nguyên tố cho biết. Kết luận ô nguyên tố cho biết số hiệu nguyên tử, ký hiệu hóa học, tên nguyên tố và nguyên tử khối. Xong chưa? Ghi kết luận vào vở nha. Rồi tiếp tục nào. Chúng ta quan sát cho cô. Đây là sơ đồ cấu tạo của nguyên tử mà gì? Được chưa? À, đây chính là cái electron. Đây là lớp electron hả? Ở giữa người ta gọi là điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân ký hiệu là Z. Vậy nhắc lại kiến thức lớp 8 cho cô nào. Vậy nguyên tử, trong nguyên tử có bao nhiêu hạt nhỉ? Nhắc lại kiến thức lớp 8 nào. Trong nguyên tử thì có mấy loại hạt? Hả? À đúng rồi, không mang điện tích. Được chưa? Vỏ được tạo bởi một hay nhiều electron gì? Electron mang điện tích gì? À điện tích âm. Được chưa? Vậy trong nguyên tử của chúng ta hạt nhân mang điện tích dương. Được chưa nào? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Điện tích hạt nhân. Vậy điện tích hạt nhân người ta sẽ ký hiệu là chữ Z. Được chưa? Rồi, vậy
Ở đây chúng ta có số B như thế nào với số E nhỉ? Số B như thế nào với số E nhỉ? Nhắc lại kiến thức lớp 8 nào. Cô mời bạn Tuấn Duy nào. Số B như thế nào với số E? Vậy ở đây ta thấy gì? Số B bằng số E, được chưa? Và số thứ tự, số thứ tự nó sẽ bằng với lại số proton, được chưa nào? Và chúng ta quan sát lại sơ đồ cấu tạo nguyên tử ma gì, được chưa? Vậy ở đây ta thấy là gì? Nguyên tử ma gì có điện tích hạt nhân là 12, được chưa? Vậy nguyên tử ma gì, được chưa, có điện tích hạt nhân Z bằng 12 cộng. Có số B bằng số E bằng bao nhiêu nhỉ? B bằng E bằng bao nhiêu đây? Đồng bảo. B bằng E bằng bao nhiêu? Bao nhiêu con? 12, đúng rồi. Được chưa? Và nó có số thứ tự thì nó cũng bằng mấy? 12. Vậy ở đây chúng ta nhìn có bao nhiêu lớp electron? Bao nhiêu lớp? 3 lớp. Có 3 lớp electron. Và có bao nhiêu E lớp ngoài cùng? Bao nhiêu E lớp ngoài cùng? Đúng rồi. Có 2 electron lớp ngoài cùng. Được chưa? Các electron thì nó sẽ chuyển động xung quanh hạt nhân và tạo thành từng lớp. Chúng ta sẽ nhớ cho cô, lớp thứ nhất thì sẽ có tối đa là 2E, lớp thứ hai có tối đa là 8, thứ ba cũng là 8, lớp cuối cùng thì còn lại 2E đối với electron nhỏ hơn hoặc bằng 20, được chưa? Đây là kiến thức ở lớp 8, được chưa nào? Rồi, một tiếng nữa là đi ra ngoài luôn nha. Được chưa? Rồi chúng ta quan sát lại và có nhận xét cho cô nào. Hãy nhận xét về điện tích hạt nhân, số proton, số electron và số thứ tự của nguyên tố ma gì cho cô nào. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Điện tích hạt nhân nó là 12, B bằng E bằng 12, số thứ tự nó cũng là 12 luôn. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Điện tích hạt nhân thì như thế nào với số proton? Tham khảo sách giáo khoa nào. Điện tích hạt nhân như thế nào với số proton đây? Chúng ta thấy nó như thế nào? Không thấy hả con? Như thế nào? Nó bằng nhau thì có nghĩa là như thế nào? Nó có cùng gì? Cùng gì con? Hả? Có cùng số gì? Số trị. Có nghĩa là nó có giá trị bằng nhau. Được chưa? Nó sẽ có giá trị bằng nhau. Được không? Vậy ở đây chúng ta sẽ ghi vào vở cho cô nào. Số hiệu nguyên tử nó sẽ có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử nó cũng trùng với số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Chúng ta sẽ có Z bằng B bằng E và bằng chính số thứ tự. Được chưa? Vậy trong ô nguyên tố này chúng ta sẽ nhớ cho cô là gì? Trong một ô nguyên tố thì chúng ta sẽ biết được bốn ý trong đó. Cái thứ nhất là gì? Điện tích hạt nhân. Được chưa? Cái thứ hai là tên nguyên tố. Cái thứ ba là gì? Ký hiệu hóa học. Cái thứ tư là nguyên tử khối. Được chưa nào? Và chúng ta phải nhớ cho cô là gì? Điện tích hạt nhân bằng số proton. Proton thì bằng với lại electron. Và nó cũng bằng luôn số thứ tự của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái thứ hai, đó là chu kỳ. Rồi hai nhỏ chu kỳ. Được chưa nào? Chúng ta quan sát lại bảng hệ thống tuần hoàn. Vậy bảng tuần hoàn của chúng ta có bao nhiêu dãy ngang? Bao nhiêu dãy ngang nhỉ? Một dãy ngang tương ứng với một chu kỳ. Và chúng ta quan sát trong bảng tuần hoàn nào. Chúng ta có thể nhìn ở trong sách giáo khoa trang 169. Bao nhiêu dãy ngang? Cô mời bạn Hữu Tiến nào. Chúng ta có bao nhiêu dãy ngang con? Có bao nhiêu? 3 thôi hả? Từ đây nó đi xuống tới đây mà chỉ thấy tới đây thôi hả? Có thấy ở đây là chu kỳ không? Chu kỳ là đây là hàng ngang nè, đây nè, người ta đi là một nè, có thấy không? Một ở đây nè. Có đọc được không? Hả? Bao nhiêu dãy ngang chúng ta không phân biệt được ngang à con? Đây là ngang, đây là một nè. Tiếp theo này 2, 3 người ta ghi rõ ràng. Đây là chu kỳ nè. Được chưa? Đây là nhóm này. Thấy rõ chưa con?
Thấy rõ chưa? Ở trong sách á, nhìn trên bảng không rõ, nhìn trong sách á. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 7 chu kỳ. Nhìn thấy rõ chưa? À, ở đây chúng ta sẽ có 7 chu kỳ. Đó, 7 chu kỳ. À, chúng ta sẽ so sánh số lượng nguyên tố ở chu kỳ 1, 2, 3 với chu kỳ 4, 5, 6, 7 cho cô nào. Chưa nào? À, vậy ở đây chúng ta sẽ so sánh số lượng nguyên tố ở chu kỳ 1, 2, 3 và chu kỳ 4, 5, 6, 7 cho cô nào. Vậy bây giờ hãy đếm chu kỳ 1 có bao nhiêu nguyên tố. Chu kỳ 1 có bao nhiêu nguyên tố đây? Lớp không biết đếm hay sao mà nó lặng luôn á nhờ. À, có biết đếm không? Chu kỳ 1 có bao nhiêu nguyên tố đây? Ai đếm được đưa tay lên cô xem thử nào. Hả? Chu kỳ 1 có bao nhiêu nguyên tố, có biết đếm không? Bao nhiêu nguyên tố đưa tay lên cô xem thử nào. Nguyễn Bảo không biết đếm mà Nguyễn Bảo. À đúng rồi, thì ở đây nguyên tố thứ nhất là hydro, nguyên tố thứ hai là heli, vậy ở đây nó sẽ có hai nguyên tố. Rồi chu kỳ 2 có bao nhiêu nguyên tố? Chu kỳ 2 có bao nhiêu nguyên tố đây? Rồi cô mời bạn Mẫn Nhi nào, bao nhiêu nguyên tố? À đúng rồi, có 8 nguyên tố. Còn thằng Hoài Nam này nó đếm kiểu gì mà ra 10 nguyên tố, có biết đếm không? Có cần qua lại lớp 1 học không? Chu kỳ 3 có bao nhiêu nguyên tố? Tự ghi vào vở đó nha. Tự ghi vào vở nha con. Rồi chu kỳ 3 có bao nhiêu nguyên tố đây? Chu kỳ 3. Hả? Vậy ở đây chúng ta thấy chu kỳ 3 nó cũng giống như chu kỳ 2, nó cũng là có 8 nguyên tố. Được chưa? Chu kỳ 4 bao nhiêu nguyên tố? 4 bao nhiêu? À 18 nguyên tố. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? 4, 5, 6 hả? Vậy số lượng nguyên tố như thế nào? 4, 5, 6, 7. Số lượng nguyên tố như thế nào với 1, 2, 3 nhỉ? Nhiều hơn 1, 2, 3. À đúng rồi hả? Vậy chúng ta thấy là gì? Số lượng nguyên tố ở chu kỳ 4, 5, 6, 7 nhiều hơn ở chu kỳ 1, 2, 3. Được chưa? Vậy ở đây nè, một sao là ở đây nè, chỗ này nè, họ la tan ở đây nè, được chưa? Hả? Hai sao là Atini đây nè, được chưa? Hả? Rồi, vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Chu kỳ 1, 2, 3 số lượng nguyên tố ít hơn thì người ta sẽ gọi là chu kỳ nhỏ. 4, 5, 6, 7 số lượng nguyên tố nhiều hơn, do đó người ta gọi là chu kỳ lớn. Được chưa? Hả? Và chúng ta ghi kết luận vào trong vở cho cô. Bảng tuần hoàn của chúng ta gồm có 7 chu kỳ. Trong đó 3 chu kỳ nhỏ là chu kỳ 1, 2, 3. 4 chu kỳ lớn đó là 4, 5, 6, 7. Được chưa? Nhớ nha, chu kỳ 1 của chúng ta có 2 nguyên tố. Chu kỳ 2 của chúng ta sẽ có 8 nguyên tố. Chu kỳ 3 cũng 8 nguyên tố. Nhưng bắt đầu từ chu kỳ 4 trở lên, từ số nguyên tố nó sẽ khác đi, được chưa? Chu kỳ 4 sẽ có tới 18 nguyên tố nha. Rồi, được chưa? Xong chưa con? Viết xong chưa? Hả? Ai viết xong rồi đưa tay lên xem thử nào. Sao tự dưng chiều nay nó lặng cả rồi? Hả? Rồi tiếp tục chúng ta quan sát. Quan sát 3 chu kỳ 1, 2 và... Xong chưa? Xong chưa các con ơi? À rồi, được chưa nào? Nhanh. Vậy số nguyên tố cô đã đếm cho chúng ta chưa? Đếm chưa? Điền vào, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát số lớp electron quay lại. Quay lại, được chưa nào? Quay lại. Vậy ở đây chúng ta nhìn cho cô chu kỳ 1. Vậy chu kỳ 1 chúng ta có hai nguyên tố, đó là hydro và heli. Bây giờ nó có bao nhiêu lớp electron nhỉ? Bao nhiêu lớp đây con? Vậy hydro có bao nhiêu lớp đây? Mấy lớp? 1. Heli nó cũng có mấy lớp? Mấy lớp đây? Mấy lớp? 1. Được chưa? Rồi chúng ta tự ghi, tự điền vào trong vở nha. Tiếp tục chu kỳ 2. Chu kỳ 2 đầu tiên là liti, beri, bo, carbon, nitơ, oxy, fluor, neon. Thì ở đây chúng ta thấy nó đều có mấy lớp electron? Mấy lớp? À có 2. Được chưa? Có 2 lớp electron. À, vậy tương tự chu kỳ 3, chúng ta quan sát nó có bao nhiêu lớp electron? À đúng rồi, có 3 lớp, được chưa? Hả? Rồi tiếp tục cái thứ 3.
Được chưa nào? Cái thứ ba là gì? Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bản tuần hoàn. Vậy ở đây chúng ta thấy đầu tiên nó là 1 cộng, tiếp theo đó là gì? 2 cộng. 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều như thế nào? Tăng dần của ai? Tăng dần của ai nhỉ? Hả? Tăng dần của ai? Cộng 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 này là tăng dần của ai? Điện tích gì? Hạt nhân. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền vào. Vậy ở đây nhắc lại cho cô nào, chu kỳ 1 có bao nhiêu nguyên tố? Nguyễn Bảo. Bao nhiêu lớp? Nhìn cho kỹ nào. À, 1 lớp. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố nào? Vậy nó được sắp xếp theo chiều gì? Nó rặn rặn từng chữ một á nhỏ. Ờ à, theo chiều tăng dần của gì? Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Được chưa? Rồi chu kỳ 2. Chu kỳ 2 của chúng ta sẽ có 8 nguyên tố, có 2 lớp electron. Và các nguyên tố nó cũng được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Chu kỳ 3 có 8 nguyên tố, có 3 lớp electron. Và nó cũng được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có, à chúng ta có nhận xét ha, số lớp electron của nguyên tử với số thứ tự của chu kỳ. Chúng ta có nhận xét gì nhỉ? Ở đây chu kỳ 1 thì số lớp electron cũng là 1. Chu kỳ 2 số lớp electron là 2. Chu kỳ 3 thì số lớp electron là 3. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Số lớp electron như thế nào với số thứ tự của chu kỳ nhỉ? Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Chu kỳ hả? Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng hả có cùng số lớp electron và nó được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Hả? Chúng ta ghi kết luận vào trong vở cho cô. Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Hả? Và ý thứ hai chúng ta cần phải nhớ đó là số thứ tự của chu kỳ sẽ bằng với lại số lớp electron. Được chưa? Vậy chu kỳ 1 thì sẽ có 1 lớp, chu kỳ 2 thì sẽ có 2 lớp electron. Hả? Vậy tương tự chu kỳ 3, chu kỳ 4, chu kỳ 5. Được chưa? Chú ý nha. Rồi, nhắc lại cho cô nào, Mai Quốc Nam, chu kỳ là gì? Rồi, được chưa? Và bây giờ chúng ta đã hiểu chu kỳ chưa con? Nhớ nha, chu kỳ là dãy ngang nha. Chu kỳ là dãy hàng ngang và chúng ta sẽ có 7 chu kỳ. Trong đó 3 chu kỳ đầu là chu kỳ nhỏ, 4 chu kỳ sau gọi là chu kỳ lớn. Được chưa? Hả? Và số thứ tự của chu kỳ sẽ bằng số lớp electron. Xong chưa? Xong chưa? Ai xong rồi đưa tay lên nào. À rồi ha, chúng ta đi qua phần tiếp theo. Được chưa? 3 nhỏ nhóm. 3 nhỏ nhóm. 3 nhỏ nhóm. Được chưa? À, chúng ta sẽ quan sát lại cho cô. Vậy ở đây trong bảng tuần hoàn của chúng ta có bao nhiêu nhóm? Có 8 nhóm. Được chưa? Ở đây chúng ta quan sát nè. Nhóm là ở đây nè con. Được chưa? Và ở đây chúng ta thấy tới 8. Và ở đây chúng ta sẽ có 8 nhóm. Và chúng ta nhớ cho cô nha. Chu kỳ thì người ta ghi bằng số hả? Còn nhóm thì ghi bằng chữ gì? Chữ số La Mã. Được chưa? Hả? Vậy ở đây cái này người ta gọi là gì? Kim loại chuyển tiếp hay còn được gọi là phân nhóm phụ. Được chưa? Rồi tự ghi vào vở đi con. Có 8 nhóm. Được chưa? Hả? Bảng tuần hoàn chúng ta sẽ có 8 nhóm. Và ở giữa này người ta sẽ gọi là kim loại chuyển tiếp hay còn được gọi là phân nhóm phụ. Và trong bài học của chúng ta thì chúng ta sẽ tập trung vào nhóm 1 và tập trung vào nhóm 7. Được chưa? Hả? Đây, đây chính là nhóm 1 và đây chính là những kim, những cái nguyên tố ở nhóm 7. Hả? Rồi chúng ta sẽ quan sát cho cô. Được chưa? Hả? Chúng ta sẽ quan sát. Nhận xét số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử với số thứ tự của nhóm. Được chưa? Chúng ta quan sát cho cô nào. Hả? Các nguyên tử trong nhóm 1. Được chưa? Rồi ở đây cái nguyên tố đầu tiên đó là hydro. Vậy hydro có bao nhiêu e lớp ngoài cùng? Bao nhiêu? Nhìn lên trên bảng nào. Bao nhiêu e lớp ngoài cùng đây con? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 1.
Được chưa? Mở mic lên trả lời nào. Tiếp theo, nguyên tố thứ hai, li ti. Li ti có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng? Một. Ngoài cùng con, ở đây có hai lớp nè. Lớp thứ nhất có tối đa 2e, lớp thứ hai chỉ còn 1e ngoài cùng thôi. Tương tự cái nguyên tố thứ ba natri. Vậy natri nó cũng có mấy e lớp ngoài cùng? Một. Có thấy cái nút màu đỏ đây không con? Được chưa? Có thấy màu đỏ đây không? Rồi tương tự kali. Vậy kali nó cũng có 1e lớp ngoài cùng. Vậy ở đây chúng ta thấy nhóm 1. Trong cái nhóm 1 nó sẽ có 1e lớp ngoài cùng. Được chưa? Tương tự các nguyên tố trong nhóm 7. Nguyên tố đầu tiên fluor. Vậy fluor điện tích hạt nhân là 9. Lớp thứ nhất có 2e. Vậy lớp thứ hai còn lại sẽ là 7e. Được chưa? Tiếp theo clor. Điện tích hạt nhân là 17, ha, 17 cộng. Được chưa nào? Thì ở đây nó cũng có 17 electron. Vậy lớp thứ nhất có tối đa là 2e, lớp thứ hai sẽ là 8e. Vậy còn lại lớp thứ ba cũng là 7 electron. Brom. Brom có điện tích hạt nhân là 35 cộng, được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy lớp ngoài cùng này nó cũng là 7e. Vậy ở đây chúng ta thấy số electron lớp ngoài cùng như thế nào với số thứ tự của nhóm? À, bạc. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Cột. À, ở đây chúng ta thấy là gì? À, đây là một nhóm đúng không? Một nhóm thì nó sẽ sắp xếp thành một cột, được chưa nào? À, và nó có số electron lớp ngoài cùng bằng chính số thứ tự của nhóm, được chưa? Vậy nhóm là gì? Vậy nhóm là gì đây? À đúng rồi, được chưa? À, chúng ta sẽ ghi kết luận nhóm vào. Vậy nhóm là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau. Vậy vì nó bằng nhau do đó nó sẽ có tính chất tương tự nhau, hả? Và nó sẽ được sắp xếp thành một cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử, hả? Và ở đây chúng ta phải nhớ cho cô là gì? Số thứ tự của nhóm sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng. Được chưa? Hả? Vậy khi nãy cô nói rồi, bản tung hoàn của chúng ta gồm có 8 nhóm. Được chưa? Rồi, bây giờ nhắc lại nãy giờ chúng ta được học cái gì nhỉ? Nhắc lại cho cô nào, gấp sách lại luôn nào. Trước khi chúng ta qua phòng tiếp theo, chúng ta phải hiểu được, nhớ được, hay nắm chắc được hai cái mục đầu thì chúng ta mới qua được mục 3 nào. Bây giờ cái đầu tiên, nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Vậy các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp như thế nào nhỉ? Ai nhớ đưa tay lên cho cô nào. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều gì? Theo chiều gì đây? Rồi, cô mời bạn Huy nào. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Chính xác. Đúng rồi. Nó được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Ai là người đã tạo ra bảng tuần hoàn nhỉ? Ai là người đã tạo ra bảng tuần hoàn? Ai đây? Xính nào? Ai là người đã tạo ra được bảng tuần hoàn mà chúng ta đang học đây? Xính ơi! Nhà bác học người Nga nào đã tạo ra được cái bảng tuần hoàn đấy? À, Mendeleev. Vậy Mendeleev sinh năm nào và mất năm nào con? Đúng rồi, sinh năm 1834 và mất năm 1907. Được chưa? Vậy lúc mà ông phát hiện ra cái bảng, ông tạo ra bảng tuần hoàn thì có bao nhiêu nguyên tố nhỉ? Bao nhiêu nguyên tố? 60 mấy? 63 nguyên tố. Được chưa? 63 nguyên tố. Và tính tới tháng 9 năm 2021 thì có bao nhiêu nguyên tố hóa học được xác nhận? Bao nhiêu? 100 gì? 118. 118 nguyên tố hóa học được xác nhận. Được chưa? Rồi, ô nguyên tố cho chúng ta biết bao nhiêu điều? Bao nhiêu ý nhỉ? Ô nguyên tố cho chúng ta biết điều gì?
thiên phúc tử, đúng không? Tên nguyên tố, ký hiệu hóa học và nguyên tử khối, được chưa? Và chúng ta sẽ nhớ cho cô là gì? Điện điện tích hạt nhân Z sẽ bằng với lại số proton bằng số electron và nó cũng bằng chính số thứ tự, được chưa? Rồi chu kỳ, vậy số thứ tự của chu kỳ thì bằng gì nhỉ? Bằng gì? Số thứ tự của chu kỳ là bằng gì? Cô mời Tuấn Duy. Chính xác, nó sẽ bằng số lớp electron, được chưa? Chúng ta có bao nhiêu chu kỳ? À, xếp theo hàng ngang, được chưa? Rồi nhóm thì chúng ta được xếp theo cột, được chưa nào? Chúng ta có bao nhiêu nhóm? Trương Bảo. À đúng rồi, chúng ta sẽ có 8 nhóm, được chưa? À, vậy cơ bản thì chúng ta đã nhớ được cái nội dung của hai mục đầu, được chưa? Ta sang mục tiếp theo 35 ạ. Vậy trước khi sang 35 ạ, chúng ta ghi thêm cái này vô cô ha. Rồi nhóm, ở đây chúng ta sẽ có 8 nhóm, được chưa? Vậy nhóm 1 sẽ là kim loại kìm, nhóm 2 sẽ là kim loại kìm thổ, nhóm 7 sẽ là halogen, halogen hay còn được gọi là phi kim á, được chưa? Hả? Nhóm 8 thì sẽ là khí hiếm. Ghi nhanh vào. Ghi tên từng nhóm vào. Nhóm 1 là kim loại kìm, nhóm 2 là kim loại kìm thổ, nhóm 7 là halogen, nhóm 8 là... Rồi 3 la mã, sự biến đổi về tính chất của các nguyên tố trong bản tuần hoàn. Sự biến đổi về tính chất của các nguyên tố trong bản tuần hoàn, được chưa? Rồi, một nhỏ trong một chu kỳ. Một nhỏ trong một chu kỳ. Ví dụ ha, chu kỳ 2 có 8 nguyên tố, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ quan sát lại chu kỳ 2. Chúng ta sẽ quan sát lại chu kỳ 2 theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, được chưa? Vậy chu kỳ 2 của chúng ta sẽ có 8 nguyên tố, đó là liti, beri, bo, carbon, nitơ, oxy, fluor, neon. Được chưa nào? Vậy ở đây chúng ta thấy trong chu kỳ 2 ha, được chưa? Cái số electron lớp ngoài cùng, được chưa nào? Đây, cái thứ nhất là 1e, cái thứ hai là 2e, cái thứ ba là 3e, cái thứ tư hả 4e, tiếp tục 5, 6, 7, 8. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 cho tới 8e. Được chưa? Hả? Nó sẽ tăng dần từ 1 cho tới 8e, được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Đầu chu kỳ hả? Đầu chu kỳ đó là kim loại kìm hả? Cuối chu kỳ là halogen và kết thúc chu kỳ đó là khí hiếm. Được không? Được không con? Hả? Rồi tiếp tục. Đây là chu kỳ 3. Chu kỳ 3 cũng gồm có 8 nguyên tố, đó là gì? Natri, magie, nhôm, silic, phospho, lưu huỳnh, clo, argon, được chưa nào? Hả? Vậy chúng ta hãy so sánh tính kim loại của natri, magie và nhôm cho cô nào. So sánh tính kim loại của natri, magie và nhôm. Vậy natri ở đây này con. Natri ở đây này. Magie này và nhôm. Chúng ta hãy so sánh tính kim loại của ba cái nguyên tố này cho cô nào. Thôi thôi thôi. Chúng ta dựa vào giải hoạt động hóa học của kim loại nào? Nhắc lại cho cô giải hoạt động hóa học của kim loại nào. Giải hoạt động hóa học của kim loại. Tuyết Ngân. À khi nào mèo giáp sắt đúng không? Phải hỏi cụ Á Âu. Vậy ở đây chúng ta thấy natri đứng trước đúng không? Rồi mới đến gì? Mai đến áo đúng không? Đúng chưa? Vậy mức độ hoạt động hóa học của kim loại theo chiều giảm dần. Vậy ở đây chúng ta nhìn lại cho cô. Đây chính là giải hoạt động hóa học hóa của một số kim loại. Vậy từ đây chúng ta thấy được là gì? Natri của chúng ta, tính kim loại của natri nó sẽ lớn hơn của magie và của nhôm. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Đi từ đầu chu kỳ cho tới cuối chu kỳ thì tính kim loại của chúng ta như thế nào? Tăng dần hay là giảm dần? Tính kim loại tăng dần hay là giảm dần đây con? Natri nó mạnh hơn magie và magie nó mạnh hơn nhôm. Và tính kim loại tăng dần hay là giảm dần? Hả? Kim loại như thế nào? Nó lớn hơn. À đúng rồi, tính kim loại giảm dần. Được chưa? À trong cùng một chu kỳ thì tính kim loại nó sẽ giảm dần. Dựa vào giải hoạt động hóa học của kim loại mà chúng ta khẳng định.
trong cùng một chu kỳ tính kim loại của nó giảm dần, được chưa? Rồi chúng ta quan sát tiếp theo vô cô. Vậy phi kim nào là phi kim mạnh nhất nè? Hãy cho biết ha, trong hai nguyên tố silic và clo, vậy nguyên tố nào có tính phi kim mạnh hơn? Nhắc lại dựa vào kiến thức của bài trước nào, silic và clo. Vậy silic và clo thì nguyên tố nào có tính phi kim mạnh hơn? Bài trước, tiết học trước chúng ta đã học rồi. Silic và clo thì như thế nào? Silic hoạt động hóa học như thế nào? À, yếu hơn clo. Mà silic ở đâu? Silic ở đây. Được chưa? Clo ở đâu? Clo ở đây. Vậy silic yếu hơn clo thì có nghĩa là clo như thế nào? Mạnh hơn. Vậy từ đây chúng ta thấy tính phi kim như thế nào? Giảm dần hay là tăng dần? À đúng rồi, tính phi kim của nó tăng dần. Vậy phi kim nào là phi kim mạnh nhất? Phi kim nào là phi kim mạnh nhất nhỉ? Không. Phi kim đây là khí hiếm nha con, đây là khí hiếm. Vậy phi kim mạnh nhất của chúng ta học có phải là gì? Flo không? Flo như thế nào mạnh hơn gì? Oxy, đúng không? Oxy mạnh hơn nitơ, nitơ mạnh hơn carbon. Còn trong chu kỳ 3 thì clo mạnh hơn lưu huỳnh. Lưu huỳnh mạnh hơn gì? Phốt pho, và phốt pho mạnh hơn silic. Được chưa? À, được chưa? Rồi. Được chưa nào? Hả? À. Vậy trong một chu kỳ, à, vậy trong một chu kỳ thì tính kim loại của các nguyên tố giảm dần. Tính kim loại giảm dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố tăng dần. Được chưa nào? À, rồi bây giờ chúng ta ghi bài vào vở cho cô. Trong cùng một chu kỳ, đi từ đầu cho tới cuối chu kỳ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính kim loại của nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim của nguyên tố tăng dần. Được chưa? Đầu chu kỳ là kim loại kìm, cuối chu kỳ là halogen và kết thúc chu kỳ là một khí hiếm. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ nhớ cho cô là gì? À, nhớ cho cô nha. Vậy trong một chu kỳ, trong một chu kỳ thì tính kim loại đi từ đầu cho tới cuối chu kỳ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính kim loại giảm dần, đồng thời tính phi kim nó như thế nào? Tăng dần. Được chưa? Đầu chu kỳ đó chính là kim loại kìm, cuối chu kỳ là halogen, nhớ nha, và kết thúc chu kỳ đó là một khí hiếm. Được chưa? Vậy đây chính là cái sự biến đổi tính chất trong một chu kỳ. Được chưa? Hả? Rồi ngày mai chúng ta sẽ học tiếp nha.